Triển lãm Viễn thông Thế giới 2020, Triển lãm Viễn thông Thế giới 2019, ITU Telecom World 2019, vừa được tổ chức tại thủ đô Budapest của Bulgaria trong 4 ngày. Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 9 năm 2019, ITU Telecom World là sự kiện viễn thông quốc tế thường niên được tổ chức bởi ITU, cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc về Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Triển lãm Viễn thông Thế giới 2019 thu hút sự tham gia của 5.000 đại biểu đến từ khoảng hơn 100 quốc gia trên thế giới. Đây là sự kiện có tầm ảnh hưởng toàn cầu và cũng là sự kiện quan trọng nhất trong năm của những người đang công tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. ITU Telecom World là nơi gặp gỡ của hơn 200 lãnh đạo cấp bộ trưởng, những người đứng đầu các cơ quan quản lý viễn thông và công nghệ thông tin, các tổ chức quốc tế, lãnh đạo các tập đoàn, các hiệp hội chuyên ngành và giới truyền thông quốc tế. Đáng chú ý khi Việt Nam đã lần đầu tiên được lựa chọn để đăng cai tổ chức sự kiện này vào năm 2020, phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm viễn thông thế giới năm 2019. Với tư cách là chủ nhà của ITU Telecom World 2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của viễn thông trong kỷ nguyên mới. Theo đó, viễn thông chính là cơ sở hạ tầng của thế giới số. Do vậy, các nhà quản lý cần phải tiến hành đổi mới về công nghệ, chính sách và chiến lược phát triển ngành ICT. Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, các quốc gia trên thế giới phải chung tay lại với nhau để có thể cùng nhau tiến xa hơn. Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với các quốc gia khác để tạo ra một thế giới viễn thông mới, một thế giới số chia sẻ với các đại biểu đến từ khắp nơi trên thế giới bộ trưởng nguyễn mạnh hùng khẳng định việt nam đang nỗ lực chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành hạ tầng ict ngay trong năm nay việt nam sẽ công bố chiến lược chuyển đổi số quốc gia với phạm vi tác động bao gồm cả chính phủ doanh nghiệp và toàn thể xã hội an toàn an ninh mạng và nguyên tắc số sẽ là điều kiện bắt buộc của quá trình chuyển đổi này